Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hôm nay tôi trên đào những củ lan huệ. Củ này nó có màu đỏ. Trước khi đào tôi trên không có tưới nước khoảng cả tuần hơn, để đất nó khô để đào lấy những cái củ lan huệ này ra. Nó có bao nhiêu củ chút nữa tôi trên đào ra, đất nó khô hết rồi, để khoảng một tuần hơn. Cây này nó bén lắm mà. Chính đã lấy ra từ khỏi cái chậu những cái củ lan huệ, củ này màu đỏ huyết. Cái củ này trồng xuống thì chăm sóc nuôi dưỡng nó, hoa thì chắc nó chưa có hoa đâu, củ nó cũng còn nhỏ. Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới tươi đẹp. Hôm nay tôi Trinh sẽ lấy những củ lan huệ này ra, sau khi tôi Trinh nhổ ra khỏi đất cái chậu. Thì hôm nay cũng được 3 tháng tôi Trinh cứ nhổ ra xong tôi Trinh để trên đây. Hôm nay mới có thời gian trồng lại những củ lan huệ của tôi. Trinh nó đã lên lá và Trinh thấy cái củ này nó giống như nó đang ra để chuẩn bị ra hoa. Trước đó thì có một củ đang ra hoa rồi, có khoảng 2 tuần trước nó củ nó cũng đang để nở nụ hoa, thì tôi Trinh thấy vậy. Tôi Trinh đem đi trồng vào một cái chậu, sau 2 tuần sau thì hoa nó nở rất là đẹp. Hoa này nở cũng được 3 ngày rồi, hôm nay nó cũng sắp tàn rồi. Củ này thì nó cũng chuẩn bị nở nụ rồi. Nụ hay là lá thì tôi Trinh cũng không có thể biết được, mà thấy như là nó là nụ hoa. Còn những cái củ này thì không chắc là nó ra hoa, tại vì nó cũng còn nhỏ. Thì tôi Trinh trồng vào đất lại để nuôi dưỡng thêm. Đất thì tôi Trinh trộn sơ dừa cho cháu trộn lẫn vào nhau và những cái đất cũ. Sau đó tôi Trinh sẽ hốt cái phần đất này thêm để trộn lẫn vào nhau. Đất trộn thì có xơ dừa cho cháu trộn lẫn vào nhau. Thì xơ dừa cho cháu thì tôi Trinh mua từ vườn hoa kiển về. Nó có xơ dừa xay nhuyễn và cho cháu nó trộn lẫn vào nhau, mua một bao là bán 35.000. Và sau đó tôi Trinh lấy đất cũ của lan huệ lại. Đất này đất thịt, trước đó là tôi Trinh trồng bằng đất thịt. Và những cái đất này của những cái chậu cũ tôi Trinh để lại, và sau đó tôi Trinh trộn với phân hữu cơ. Trộn phân hữu cơ vào lẫn vào nhau, trộn đều đó. Những củ lan huệ tôi Trinh sẽ trồng vào một cái chậu ngũ dài màu trắng. Đất tôi Trinh đã trộn xong, Trinh để vào. Một củ này thì nó giống như nó nở hoa, thì tôi Trinh trồng vào một cái chậu nhỏ này để thời gian xem coi nó có ra hoa không, giống như cái củ đằng kia. Tôi Trinh sẽ múc đất vào trong cái chậu dài cho nó đầy tới cái mí lằn.
củ này thì tôi Trinh sẽ trồng vì nó giống như nó có đang ra nụ hoa. Mà lúc này thì tôi Trinh nhìn thấy thì nó giống như hoa hay là lá thì nó chỗ bên cạnh hai cái lá. Trinh trồng vào một cái chậu mũ. Trồng khoảng hơn nửa củ thôi, không có lấp đầy. Còn những củ còn lại thì tôi Trinh trồng vào đây. Củ nhỏ nhỏ này tôi Trinh trồng chính giữa. Tôi Trinh đã trồng xong những củ lan huệ màu đỏ huyết, màu nó rất là đẹp. Trước khoảng 2 tuần thì nó ra cái nụ hoa, sau đó tôi Trinh trồng, hôm nay nó nở được mấy ngày rồi, nó cũng sắp tàn rồi. Trinh đã tưới nước xong và nước nó đã thoát xuống đáy dĩa. Sau đó tôi Trinh sẽ chờ thời gian cây củ lan huệ nó phát triển, tôi Trinh sẽ tiếp tục quay thêm theo dõi xem cái này nó có nở hoa không. Còn những củ này thì tôi Trinh cũng không biết ra sao. Chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới tươi đẹp. Củ lan huệ này sau khi tôi Trinh phơi khô được 3 tháng, trong thời gian 3 tháng đó, thì tôi Trinh có thời gian mới trồng vào chậu. Hôm nay thì trồng vào đất được 25 ngày. Sau khi trồng vào đất thì nó lên cái nụ hoa. Khoảng một tuần trước thì nó đang búp lớn dần. Sau một tuần hôm nay nó đang búp hoa rất là đẹp, nó đang xòe. Hôm qua thì nó hơi búp, hôm nay nó đang xòe ra hoa, nó màu đỏ huyết rất là đẹp. Thì tôi Trinh tưới nước cho nó ẩm ướt. Nó có màu hoa rất là đẹp. Bên cái chậu dài thì tôi Trinh để ở hành lang, Trinh xoay qua.
Ở đây nó đang ra một cái, nó đang búp cái hoa. Đây là mai mốt nó sẽ lên hoa. Đây nó đang lên một hoa, còn mấy củ này thì đang thấy nó đang ra lá thôi, chưa lên hoa.